là một trong những ngôi chùa nổi tiếng và linh thiêng bậc nhất Sài Gòn, được UNESCO công nhận là top 100 địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng tham quan và chiêm bái chùa Bà Châu Đốc 3. Nếu các bạn rẽ trái thì về thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, còn rẽ phải là về thành phố Hồ Chí Minh. Còn mình thì sẽ đi thẳng theo hướng về đường Tân Vạn nha các bạn. Sau đó sẽ đi đến cầu Đồng Nai cũ. Giờ thì mình đã đi tới cầu Đồng Nai cũ rồi các bạn. Để tiếp tục thì chúng ta sẽ đi thẳng luôn nha các bạn, chui qua cầu Đồng Nai luôn. Các bạn sẽ khi qua cầu Đồng Nai thì các bạn sẽ thấy đường Nguyễn Xiển. Sau khi gửi xe ở phía trước thì các bạn sẽ thấy ở bên tay trái có các gian hàng buffet chai các bạn. Nhưng mà giờ thì không thấy ai bán nữa các bạn. Khuôn viên của chùa Hội Sơn cũng rất là rộng và có rất nhiều khung cảnh đẹp. Có các Phật tích được bố trí cũng rất là đẹp luôn các bạn. Ở đây có cây khế cũng rất là nhiều trái. Trước khi xuống bến đò các bạn sẽ được nhìn thấy một tượng Phật nha các bạn. Phía trước có hai chú bồ câu. Và đây là đường xuống bến đò chùa Hội Sơn nha các bạn. Xung quanh được trồng rất là nhiều cây cổ thụ. Không khí ở đây rất là mát và thoải mái luôn các bạn. Giờ thì mình bắt đầu di chuyển xuống bến đò nha các bạn. Phía trước có hai chị đang bán cá để phóng sinh đó các bạn. Phía dưới chỗ chùa Hội Sơn này có mấy bến đò lận nha các bạn. Theo mình thì cuối tuần các bạn nên đưa người thân hoặc là người yêu đến đây để tham quan và du lịch cũng là một cách rất là hay các bạn. Đến đây các bạn sẽ được cảm nhận được cái không khí rất là thoải mái, nghe tiếng sóng vỗ của con sông Đồng Nai các bạn. Phía trước mình có một đòn mua rất là nhiều cá để phóng sanh các bạn. Giờ có một vị nhà sư đi theo nhóm này luôn các bạn. Họ thuê hẳn một con đò để đi phóng sinh luôn. Mình đã mua vé ở bến đò Thủy Vân nha các bạn. Một lượt là 20.000, đi và về là 40.000. Các bạn nên giữ lại vé nha, tại vì sau khi mà mình đi về á thì người ta sẽ thu lại vé. Các bạn nhớ giữ cho kỹ vé nha. Lúc mình đến đây thì đã là 14:20 rồi các bạn, lúc mà xuống tới con đò này á. Và thời gian chờ đợi để đò chạy là 20 phút nha các bạn. Không biết là do anh tài xế bận phụ các cô khiêng cá qua cái đò bên kia hay sao mà lâu quá. Lâu lắm rồi mới được trải nghiệm lại cái cảm giác mà được đi đò lên trên sông nước đó các bạn. Mình là người miền Tây nhưng mà rất thích cảm giác được lên trên sông nước. cảm giác rất là tuyệt. Các bạn nên đến đây và đi một lần nha các bạn. Phía trước các bạn đang nhìn thấy chính là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang nhìn ra phía mặt sông đó các bạn. Tượng cao và có màu xanh ngọc bích, trông rất giống như tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở mẹ Nam Hải Bạc Liêu các bạn, cũng hướng ra biển như vậy. Giờ thì mình đã đến chùa Châu Đốc 3 rồi các bạn. Giờ thì mình bắt đầu di chuyển lên để tham quan chùa Bà Châu Đốc 3 nha các bạn. Đợi mọi người đi trước đã, xong mình cũng sẽ đi. Từ dưới đò đi lên các bạn sẽ thấy được cổng tam quan đầu tiên các bạn. Trước cổng tam quan có ghi là chùa Phước Long. Xung quanh chùa có một con rồng vàng cũng rất là bự và uy nghiêm các bạn. Ở đây người ta có bán các bộ đồ sám, đồ Phật cho các bạn. Nếu như mà bạn nào thích mặc những cái đó thì có thể mua nha. Ở đây người ta bày bán rất nhiều đồ lưu niệm, chao và các bánh trái rồi các bạn. Các bạn có thể mua để mang về làm quà nha. Phía bên tay trái của mình thì người ta bán cà phê, bán nước và đồ ăn sáng hay là trưa cho các bạn đó, cho khách du lịch. Đây rất là nhiều chao luôn các bạn. Khi đến tham quan chùa Châu Đốc 3 các bạn sẽ được gặp rất nhiều là tượng Phật luôn các bạn. Cảm giác sẽ bị trón ngợp trong những pho tượng Phật. Nhân bà, rồi nước nhân Phật cũng được không? Chỗ nào cũng là nhân Phật nhân bà. Đem cái ghế của hôm nay gì? Ghế để từ xưa. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc là vì sao chùa này là chùa Phước Long, mọi người cứ hay gọi là chùa Châu Đốc 3 các bạn. Thì theo như mình nghe được á, thì ngày xưa khi mà có một vị sư thầy nằm ngủ á, thì ban đêm nằm mơ thấy bà Chúa về báo là tượng đặt sai vị trí. Rồi qua ngày hôm sau thì sư thầy cho dời lại đúng theo như bà Chúa mách cho sư thầy. Và từ đó tới sau thì miếu bà có được đặt gần ở chùa Phước Long này luôn các bạn. Ngày xưa thì chùa Châu Đốc ở An Giang có thờ bà Chúa xứ nổi tiếng linh thiêng. Thay vì lặn lội xuống An Giang cúng bái thì nhiều người lũ lượt tìm đến bà Chúa ở Cù Lao Long Bình này chiêm bái và cầu nguyện. Dần dần về sau người ta gọi đây là chùa Châu Đốc 3 chứ ít người gọi là chùa Phước Long các bạn. Chùa đây ăn cần gạo, nấu cơm đãi Phật tử dùng cần xi măng. Phật tử nào có phía trước các bạn đang nhìn thấy chính là tượng Hòa thượng Thích Nhật Phát. Đây chính là người đã xây dựng nên chùa Châu Đốc 3 hiện nay các bạn. Điều đặc biệt là khi đến tham quan ngôi chùa này các bạn sẽ được gặp rất là nhiều tượng Phật của Hòa thượng Thích Nhật Phát nha. Chùa Bà Châu Đốc 3 là thuộc hệ phái Bắc Tông các bạn. Lúc mới xây dựng chùa chỉ là một mái tranh với vách đất. Tới năm 2009 thì chùa được xây dựng và trùng tu với diện tích rộng 1,5 hectare và có diện mạo như bây giờ. Ngày hôm nay từ sáng tới giờ chúng tôi đổ gần 150 bao xi măng trên tấm sàn để thờ Đức Phật Thích Ca. Giờ này chúng tôi cần 150 bao xi măng nữa để đổ hoàn tất tấm sàn mà đặt tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn trên tấm sàn này cao 10 mét. Phía bên tay phải các bạn là Ngọc Hoàng, ở giữa là địa linh Thánh Mẫu. Phía bên tay trái là Quan Vũ các bạn. Chùa Châu Đốc 3 nổi tiếng là rất là linh thiêng nên mọi người đến đây để cầu nguyện và xin rất là nhiều các bạn, cầu lộc và xin cầu may mắn. Phía trước các bạn đang nhìn thấy chính là bà Chúa xứ đó các bạn. Cái nhà chùa 50.000 đồng hùng phước của bao xi măng. Nhà chùa cũng chấp hành tri ân. Phật tử nào có công đức Ở đây cũng có rất nhiều tấm giấy ghi tử vi với các bạn. Các bạn cũng có thể đến đây và mua nha, để về xem thử tử vi của mình có tốt hay không. Có một điểm rất đặc biệt ở chùa Châu Đốc 3 là được có một cái khu được trưng bày rất là nhiều đồ cổ luôn các bạn. Như các bạn đang nhìn thấy phía trước đó, là có chiên, trống, tivi, cassette đồ các bạn. Có cả đèn măng sông và đèn gió ở dưới miền Tây. Thường thì ở dưới miền Tây, người nào ở dưới miền Tây nhìn thấy đèn gió và đèn măng sông nhìn thấy là biết liền. Giờ thì mình sẽ đi vào bên trong chánh điện để quay cho mọi người xem một ít nữa nha. Bên trong chánh điện của chùa Châu Đốc 3 thì rất rộng các bạn, giờ được bài trí rất là tỉ mỉ. Phía bên tay phải của chánh điện là một cái đại hồng chung các bạn. Đây chính là đại hồng chung. Hai bên cây cột đều có hoa văn rồng. Có các vị La Hán làm bằng đất sét, trông rất là đẹp luôn các bạn. Ở trên cao nhất là tượng Phật Tổ, phía dưới là các vị Bồ Tát, có Quan Âm Bồ Tát ở kế Phật Tổ các bạn, màu xanh. Ở chùa Châu Đốc 3 có cái nhà ăn luôn nha các bạn. Khi mà các bạn đến đây cúng vườn xong á, thì có thể qua phía sau ở chỗ mà để nhiều đồ lưu niệm á, đồ cổ, thì các bạn thưởng thức cơm chay của chùa nha. Và có một gợi ý cho các bạn là các bạn nên mua một ly nước xong rồi đi xuống phía dưới cặp bờ sông đó các bạn. Ngồi ở đây cảm giác rất là chill luôn nha. Và gợi ý và nói với các bạn là ly nước mía ở đây 20k nha các bạn. Nên các bạn cũng chuẩn bị tâm lý nha, đừng có ngạc nhiên. Giờ thì mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Mọi người nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người.